Hello mọi người nha. Thì hôm nay đầu năm để tri ân đầu năm, em ấy sẽ làm một cái clip để chia sẻ cho mọi người. Thì nhân tiện đây em ấy cũng báo luôn là nếu như mà mọi người mua thì thứ hai đầu tuần em ấy sẽ ship cho mọi người. Hôm nay nhà em ấy có chương trình đặc biệt là 3 cây em ấy bao ship và giảm 10% tổng giá trị mỗi đơn hàng. Ví dụ như đơn hàng 500.000 thì mình sẽ được giảm là 50.000, hoặc đơn hàng 1 triệu mình sẽ giảm được 100.000, đơn hàng 2 triệu là mình sẽ giảm được 200.000, 10% cứ thế thì mình nhân ra thôi ha. Thì đầu cái clip này em ấy sẽ chia sẻ với mọi người một cái cây màu đỏ này. Đã hy vọng là đầu năm em ấy gửi tới một chút may mắn cho mọi người nha. Đây là một cái cây mini đỏ nhung, nó rất là đẹp luôn. Cây này thì em ấy có tầm 3-4 cây nụ cho mọi người chơi. Đây là mặt bông của nó. Và hoa mẫu thực tế ở đây có nở một cây mọi người. Do là cái cây này nở sắp tàn rồi, nó sẽ chuyển sang màu đỏ sậm như thế này. Em ấy bán 150.000 một cây như thế này. Một cây em ấy vẫn giảm 10%, và ba cây thì em ấy vẫn giảm 10%. Cây em ấy chia sẻ cho mọi người như thế này. Cây nụ em ấy bán tầm như thế này mọi người. Một cây là 150.000 nha. Chia sẻ đầu clip này em ấy sẽ bán một cái cây đỏ. Hy vọng những cái điều may mắn nhất sẽ tới với mọi người ha. Cho em ấy gửi gắm một ít may mắn tới mọi người. Đó, cây này tên là quỷ đỏ. Hiện tại có 3-4 cây nụ thì em ấy sẽ bán là 150.000 một cây nụ như thế này. Anh chị nào mà thích sưu tầm thì mọi người cứ alo cho em ấy qua số điện thoại 0989214119 nha mọi người ơi. Đó là số điện thoại, cũng là số Zalo của em ấy luôn. Mọi người nhớ kết bạn cho em với em ấy nha. Tiếp theo em ấy mời mọi người đi qua xem một cái cây này rất là đẹp luôn. Hôm nay có một cái cây màu cam cực kỳ đẹp luôn mọi người. Đáng lẽ em ấy theo ra thì em ấy làm cây ở ngoài tiệm cũng được nha mọi người. Nhưng mà hôm nay em ấy cố tình vô vườn để em ấy lựa những cái cây đẹp và sặc sỡ hơn cho mọi người nha. Đây, em ấy chia sẻ với mọi người một cái cây hắc lai tướng có bông mẫu như thế này nha mọi người. Cái này nó mới hé thôi, nó chưa có căng cánh nha. Hắc lai tướng này em ấy chia sẻ với mọi người là 180.000 một cây, vẫn áp dụng giảm giá cho tất cả các cây. Em ấy sẽ giảm giá từ ngày 4 tháng 2 cho đến ngày 6 tháng 2 nha mọi người. Bước qua ngày 7 tháng 2 thì em ấy sẽ không có giảm giá 10% nữa. Cho nên nếu anh chị cô chú nào mình thấy được cái clip này của em ấy thì em ấy mời mọi người mua để mình được ưu đãi cái chương trình giảm giá 10% và bao ship nha. Coi vậy chứ mình giảm rất là nhiều luôn mọi người. Hắc lai tướng thì em ấy bán cây tầm cỡ này mọi người, nhưng mà em ấy bán hàng lá nha. Cây này cây hoa mẫu mới nở, em ý làm mẫu cho mọi người xem thôi. Và cây tầm trung nó cũng cỡ này, 180.000 một cây. Anh chị nào thích siêu tầm hắc lai tướng thì mọi người alo hắc lai tướng để em ý chốt đơn cho mọi người. Tiếp theo em ý chia sẻ với mọi người một cái cây màu đỏ này cực kỳ đẹp luôn. Cây màu đỏ này thì em ý bán hàng lá mọi người, màu đỏ bét phai thun. Nói chung hôm nay em ý sẽ lựa những cái màu đỏ, màu vàng và những cái màu may mắn nhất để em ý chia sẻ cho mọi người. Thì cây này em ý bán giá là 150.000 một cây bét phai thun như thế này. Hàng này là hàng thuần mới qua chậu 16 nha mọi người. Em ý mới qua chậu 16. Anh chị nào thích siêu tầm cái cây màu đỏ bét phai thun nè mọi người alo em ý nha. Cái này nếu mà 150.000 một cây, mọi người mua một cây mà giá 150.000 á thì ba cây mình vừa được bao ship, và ba cây cộng lại 450.000 thì mình sẽ được giảm là 45.000. Anh chị nào yêu thích cái cây màu đỏ này thì mình alo em ý để mình chốt cây màu đỏ này nha mọi người. Nói chung nó có một size thôi mọi người, chỉ cần mọi người chọn size là em ý sẽ gửi cây cho mọi người hết nha. 150.000 một cây bét phai thun màu đỏ đó. Anh chị nào mà mình không nhớ cái tên em ý đọc á mọi người, tại vì cái tên nó khá dài, thì mọi người cứ alo cho em ý, hoặc là mọi người cứ chụp màn hình lại. Mọi người cứ chụp màn hình lại để em ý chốt đơn cho mọi người nha. Tại vì cái tên nó thẳng ra là nhiều khi nó cũng là tiếng Anh, tiếng Tây đồ mọi người. Em ý bán mấy năm trời mà em ý còn nhớ không nổi nữa. Tiếp theo em ý qua một cái cây màu trắng cho mọi người xem nha. Bathuma này em ý chia sẻ với mọi người là 160.000 một cây, hàng thuần trong chậu 16. À, nhân tiện đây thì em ý cũng báo với mọi người thì nếu mà mọi người mua về có những cây nó sẽ chậu 16, có những cây sẽ chậu 14 và có những cây sẽ chậu 12. Nhưng mà đa số là em ý trồng trong chậu 16 hết mọi người. Những cái cây chậu 12 hoặc 14 là do em ý chưa sang kịp. Trước sau gì em ý cũng sẽ sang thôi. Rồi em ý chia sẻ với mọi người một cái cây màu trắng lưỡi tím nha mọi người. Cây này em ý chia sẻ là 160.000 một cây màu trắng lưỡi tím như thế này. Bathuma, cây này bông quanh năm luôn mọi người, và dòng này thân lá rất là đẹp luôn và cực kỳ xiên bông. Đây là một cái dòng thân lá rất là khỏe luôn. Anh chị nào yêu thích Bathuma thì mọi người alo liền cho em ý nha mọi người, để em chốt đơn kịp cho mọi người á.
Đó, đây đây là hắc lai tướng nè mọi người. Cái cây hắc lai tướng cỡ của nó sẽ như thế này nè mọi người. Hồi nãy có cây đằng bông, cây đằng kia, nhưng mà bây giờ em ý sẽ cho mọi người xem cái cỡ cây đó. Cho nên mình yêu thích hắc lai tướng thì mình cứ alo em ý để mình chốt hắc lai tướng về chơi nha. Tiếp theo em ý sẽ qua một cái cây này nữa cho mọi người xem, mời mọi người đi theo em ý nha. Nói chung là đầu năm là cố gắng lắm luôn để chạy đi vô vườn của mọi người, bởi vì vô vườn nó nhiều hơn, nó đa dạng hơn. Em sẽ chia sẻ cho mọi người để mọi người dễ sưu tầm hơn á, nhiều lắm, để em ý lựa cho mọi người xem. Đây, tiếp theo em ý sẽ qua một cái cây này cho mọi người xem. Warm Welcome. Warm Welcome là một cái cây như thế này nè mọi người, thuần trong chậu 16, rất là đẹp luôn. Cây này thì em chia sẻ giá rất rất là rẻ luôn mọi người, có 150.000 một cây thôi. Thuần trong chậu 16, Warm Welcome, cây tầm cỡ này, 150.000 một cây Warm Welcome. Anh chị nào thích siêu tầm Warm Welcome thì mọi người alo em ý nha, hoặc mình cứ chụp lại mặt màn hình cái mặt bông đi mọi người, chụp lại giùm em nha. Tại vì nhiều khi mình chả nhớ nổi tên nữa mọi người ơi. 150.000 rất là rẻ mà còn được giảm 10% luôn mọi người. Được giảm 10% và được bao ship nha. Đây là một cái cây siêu tầm rất là đẹp nè. Em ý quay sơ qua cho mọi người xem. Rồi, qua một cái cây màu đỏ này nữa mọi người ơi. Đây, nói chung là trong cái clip này em ý chỉ làm những cái màu nổi cho mọi người chơi thôi nha. Tại vì đầu năm em ý sẽ ưu tiên những cái màu đỏ trước. Em ý ưu tiên màu đỏ. Cây thứ hai là một cái cây màu đỏ mọi người. Size giảm rét. Size giảm rét, một cái cây màu đỏ rất là đẹp luôn. Đây là cây size giảm rét nha mọi người. Dòng này thì em ý báo trước với mọi người là thân lá nó sẽ hơi vàng vàng, nó không được xanh và nó đều màu như cái cây là như những cái cây khác nha. Cây em ý bán sẽ tầm như thế này mọi người. Size giảm rét 170.000, hàng trồng thuần trong chậu 16, rễ bám cực kỳ ok. Cái lô này em ý bán trước Tết tới giờ luôn á mọi người, sắp hết rồi. Còn một hàng như thế này chắc tầm hơn chục cây nữa thôi. Ai yêu thích size giảm rét mọi người alo em ý để chốt size giảm rét nha. Nó nắng quá, nó hơi chói mọi người. Nếu như mà anh chị nào cần em gửi mặt bông cụ thể thì mọi người cứ nhắn tin qua Zalo cho em, em sẽ gửi mặt bông cụ thể cho mọi người nha. 170.000 một cây size giảm rét. Đây, em ý lên một cái cây này nữa cho mọi người xem. Mọi người nhớ nhanh tay nha mọi người ơi. Nói chung là em ý áp dụng từ ngày hôm nay tới ngày mai thôi, là ngày 6 tháng 2 là sẽ hết cái chương trình áp dụng 10%. Nếu như mà mình có điều kiện mình mua đơn hàng 2 triệu là mình sẽ được bớt được 200. Hoặc nói chung là đây là cái cơ hội tốt để mình sưu tầm giống á mọi người. Đầu năm thì năm nào em ý cũng sẽ là giảm giá tri ân hết á. Đây là cái cây chom thông fancy mọi người. Cây chom thông fancy này thì dòng này thân lá khá là đẹp và khá là xuất sắc luôn. Cây này em ấy chia sẻ với mọi người là 150.000 một cây chom thông fancy. Màu này cũng là một cái màu đỏ của năm luôn mọi người. Nó khá nổi và là khá bắt mắt luôn. Nói chung là cái clip đầu này em ấy sẽ lên những cái màu đỏ, màu vàng. Nói chung lên những cái màu hên cho mọi người chơi thôi nha. 150.000 một cây chom thông fancy. Cây này em đảm bảo với mọi người bông rất 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 là to. Cây nào bông chê bông nhỏ chứ cây này không thể nào mà chê bông nhỏ được. Nó đẹp đó mọi người, nó đẹp cực kỳ và nó xuất sắc cực kỳ. Rồi, cây thứ hai em ấy chia sẻ với mọi người là, nói chung là mọi người tranh thủ mọi người ơi, em ấy pre-sale 2 ngày từ ngày hôm qua. Nhưng mà hôm nay em ấy mới làm video cho mọi người xem được, tại vì không thể nào mà làm video cho mọi người xem kịp luôn á. Bận á mọi người, tại vì Tết nhất chưa xong á, hôm nay em ý cố gắng chạy vô để làm video cho mọi người xem. Em ý chia sẻ với mọi người một cái cây này nữa rất là đẹp luôn. Cây này thì em ý cũng sẽ chia sẻ hàng thuần cho mọi người chơi. Android No 2, 180.000 một cây Android No 2. Đây, cây này em ý chia sẻ với mọi người 180.000. Đây là một cái cây màu trắng phối màu khá đẹp luôn mọi người. Lưỡi nó sẽ là màu đỏ như thế này. Họng thì hồng vàng và bên trong nó sẽ màu trắng và dần dần nó sẽ lem ra cái cây ở cái vệt cánh hay là màu hồng rất là cưng. Cây em ý bán tầm như cỡ này mọi người. 180.000 một cây Android No 2. Ba cây em ý bao ship và mọi người cứ cộng tổng tiền lại mình sẽ được giảm 10% tổng giá trị đơn hàng. Ai yêu thích Android No 2 mọi người alo liền em ý để chốt Android No 2 nha mọi người ơi. Xuất sắc. Nó quá xuất sắc luôn mọi người ơi. Cây nào đẹp qua cây này nữa. Dòng này chơi thân tê lá thôi cũng phê rồi. Cái này em ý thuần trong chậu 16 rồi. Mình thích thì mình alo liền em ý để mình chốt đơn nha mọi người ơi. Đó, em ý làm cái clip này tới đây nha. Hy vọng là mọi người sẽ sớm xem được cái clip này của em ý để mình mua hàng bên em ý, để mình được tham gia cùng em mấy cái chương trình mà tri ân khách hàng đầu năm á mọi người. Mình giảm được 10%, nói chung mà tại vì mình mua một cây thì mình sẽ thấy giảm ít. Ví dụ 150.000 thì mình sẽ được giảm 15.000, nhưng mà 1 triệu đơn hàng 1 triệu là mình sẽ được giảm 100.000 cộng với số tiền em bao ship
là mình rất là lợi luôn mọi người. Bye bye mọi người nha. Hy vọng mọi người sẽ alo sớm cho em ý để mình chốt đơn nha mọi người. Tới ngày mai là ngày 6 tháng 2 em ý sẽ ngưng cái chương trình này nha mọi người ơi. Cho nên mọi người thấy cái clip này của em ý, mọi người nhớ alo liền em ý để mình chốt cây nha. Giảm 10% tổng giá trị đơn hàng nha mọi người. Bye bye mọi người nè.